Xin chào quý vị và các bạn trở lại với chân hùng xe hơi thì trong tháng 10 tháng 9 hiện nay thì có thể nói là đây là một thời điểm rất hợp lý để chúng ta mua những cái dòng xe đặc biệt là những dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc vì thời điểm từ giờ đến Tết âm lịch là thời điểm có thể nói là vào mùa của các hãng xe nhưng tuy nhiên vì năm nay dịch bệnh khó khăn và chưa biết là lượng xe hàng tháng nhập về có đều hay không thì với cái tình hình chung và giá bán từ đầu năm hiện nay thì cá nhân em nhận thấy thì thời điểm này giá cả trong tháng cũng đang có cái mức khuyến mại cho dòng xe như là Ford Everest. Cả ba phiên bản đều đang rất là sâu và chúng ta có thể linh động được về giá cũng như là lựa chọn phụ kiện. Trong video này thì em cập nhật nhanh cái chương trình khuyến mại và giá bán của ba đầu xe Everest đang được bày bán tại thị trường Việt Nam. Ở cao cấp nhất chúng ta có Ever B-Tubo 2 cầu giá niêm yết là 1 tỷ 399 triệu đồng hiện nay thì chương trình khuyến mại trong tháng dành cho phiên bản cao cấp nhất này chúng ta đang có dao động là giảm trực tiếp và giá bán từ 95 đến 100 triệu đồng và ngoài ra thì quý hàng có thể đàm phán thêm về gói mở rộng tính năng ẩn với một số cái chức năng chính ví dụ như là nhận diện biển báo này nâng cấp sinh 3.4 kích hoạt tính năng lùi chuồng và ra khỏi chuồng điều chỉnh điều hòa trên vô lăng hay là la bàn 3D Uh, thật sự là cái bộ tính năng ẩn của Everest thì nó phải có đến khoảng gần 20 cái bộ tính năng và cái giá làm thì cũng không hề rẻ nên mình có thể cân đối lựa chọn cái gói khuyến mại như này và giá xe thì uh, lăn bánh tại thị trường tỉnh địa phương với cái mức khuyến mại thì chúng ta sẽ động vào khoảng 1 tỷ 445 triệu đồng cho khách hàng ở tỉnh địa phương với mức thuế là 10% và 1 tỷ 490 triệu đồng uh, đến 1 tỷ trăm 95 triệu đồng cho khách hàng ở Hà Nội và mình mất 20 triệu tiền biển nhé à, ngoài ra thì uh, phiên bản một cầu thì chúng ta sẽ được khuyến mại ít hơn một chút uh, 85 đến 90 triệu tiền mặt à, chúng ta vẫn được lựa chọn gói um, mở tính năng ẩn và ngoài ra thì uh, chúng ta được trang bị thêm một gói combo phụ kiện uh, như là dán kính trải sàn và các hành trình uh, dự kiến giá nó sẽ rơi vào khoảng từ 10 đến 11 triệu đồng cho ba phụ kiện trên. Ở mức giá lan bán hiện nay của Everest Titanium một cầu là phiên bản bán chạy nhất và cũng là nên mua nhất cho những cái anh chị khách hàng đang tham khảo thì với những anh chị khách hàng ở tỉnh địa phương thì chúng ta sẽ lăn bánh vào khoảng 1 tỷ 212 triệu cho khách hàng ở tỉnh địa phương nhé và khoảng 1 tỷ 230 đến 1 tỷ 235 triệu cho khách hàng ở Hà Nội cuối cùng thì uh, mẫu Ever Sport thì uh, chúng ta có giá bán niêm yết là 1 tỷ 112 triệu và giá khuyến mại thì cũng sẽ tương đương với phiên bản đi trong một cầu tức là khoảng từ 85 đến 90 triệu đồng. Uh, có thể tặng kèm thêm uh, phụ kiện theo xe. Thì tuy nhiên thì Ever Sport nó khá là ít xe và cái giá cả nó thay đổi theo từng thời điểm. Uh, quý anh chị lưu ý giúp em là giá xe thì sẽ thay đổi liên tục cập nhật theo cái thời điểm mà anh chị tham khảo. Thì uh, để mà mình có được thêm cái uh, chương khuyến mại hay cập nhật lại cái giá bán tại thời điểm mà anh chị đang xem thì có thể liên hệ trực tiếp qua hotline là đính kèm trên màn hình hoặc comment ở phía dưới video giúp em nhé ờ, trả góp tối thiểu khi mà chúng ta mua ever thì sẽ động vào khoảng 350 đến khoảng 450 triệu đồng cho cả ba phiên bản ờ, đây có thể nói là cái mức tiền tối thiểu mà anh chị cần chuẩn bị còn nếu như mình vay hợp lý thì cá nhân em tư vấn nên vay từ khoảng 6 đến 700 triệu đồng là chúng ta sẽ có một cái lãi suất hợp lý và một thời gian trả nó không quá là áp lực. Ok, ba phiên bản với cái mức giá dao động giảm vào khoảng tiền trăm và chúng ta được tặng kèm một bộ và kích hoạt tính năng ẩn cũng rất là thú vị và rất là hay. Ờ, để cập nhật cái giá bán và được tư vấn về sản phẩm thì anh chị vui lòng liên hệ trực tiếp qua line đăng kèm trên màn hình giúp em chúng ta nhận thêm khuyến mại và báo giá chi tiết nhất tại thời điểm mà mình đang xem video nhé. OK cập nhật uh, những cái đầu xe Ford Everest và một số đầu Ford Ranger mà em sẽ up vào video tiếp theo đây. Uh, đừng quên like, share và subscribe nếu như video bổ ích và chúc anh chị sẽ sớm được tìm được cái xe ưng ý. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.